là gồm văn văn phòng thấy vô nội số 2 lễ dân sự địa giáo dục công dân, nội số 3 là hóa sinh, rồi nội số 4 là ngoại ngữ làm xong hết rồi, em bấm không xong hết rồi. Mày tất cả các đôi nó còn nám hả? Nữ ban là đây còn bên trong cái nám. Ba mươi điểm xin mời tất cả các vận động viên chúng ta ổn định ban tổ chức cũng như là lực lượng trọng tài, chúng ta ổn định vị trí để bắt đầu làm việc. Các đồng chí trong không khí vui tươi phấn khởi của cả nước đón xuân Tân Sửu, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 112 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, được sự đồng thuận của ban chấp hành công đoàn trường trung học cơ sở Vị Thanh. Hôm nay ban chấp hành công đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Vị Thanh phối hợp với ban giám hiệu trường long trọng tổ chức buổi ra mắt câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ và thi đấu giao lưu giữa các đội bóng chuyền hơi nữ. Nhiều quá hả, để người ta đọc cái công việc đó là lý do buổi họp mặt hôm nay. Đến dự buổi lễ ra mắt hôm nay xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí Võ Thanh Sơn, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường, trưởng ban tổ chức. Và cùng toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên nữ trường trung học phổ thông Vị Thanh về dự hôm nay đầy đủ là những chân chung. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Võ Thanh Sơn, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường, chủ tịch công đoàn, trưởng ban tổ chức lên thông qua quyết định thành lập câu lạc bộ cũng như là tổng số đôi lời phát biểu. Thành lập câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ năm học 2021-2022. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang, công đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Vị Thanh. Vị Thanh ngày 6 tháng 3 năm 2022 quyết định số 06/QĐ-CĐ-CS quyết định về việc thành lập câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ năm học 2021-2022. Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Vị Thanh căn cứ điều lệ công đoàn Việt Nam, căn cứ chương trình công tác của ban chấp hành công đoàn cơ sở năm học 2021-2022, căn cứ tình hình và nhiệm vụ thực tế của cán bộ giáo viên người lao động nữ của đơn vị, xét đề nghị của ban nữ công trường trung học phổ thông Vị Thanh quyết định điều 1 thành lập câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ trường trung học phổ thông Vị Thanh và công nhận ban chủ nhiệm câu lạc bộ gồm các ông bà có tên sau đây có danh sách kèm theo. Thì danh sách câu lạc bộ thì nữa sẽ giao cho ban chủ nhiệm sẽ hình thành và kiện toàn lại cái danh sách. Thì xong qua cái danh sách ban chủ nhiệm, một đồng chí Trần Thị Bình, trưởng ban nữ công và chủ nhiệm. Hai đồng chí Nguyễn Thị Bé Thơ, phó chủ nhiệm. Ba đồng chí Thái Thị Kim Hoán, ủy viên thường trực. Đó là danh sách ban chủ nhiệm của câu lạc bộ bóng chuyền hai nữ của trưởng ta. Điều 2, ban chủ nhiệm câu lạc bộ có nhiệm vụ xây dựng và ban hành điều lệ, nội quy, chương trình hoạt động của câu lạc bộ định kỳ hàng quý, báo cáo tình hình hoạt động của câu lạc bộ cho ban chấp hành công đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Vị Thanh quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chấp hành công đoàn cơ sở và các thành viên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, chủ tịch đã ký. Thưa các đồng chí, thì cũng nhân cái dịp là 8 tháng 3 thì đáp ứng một cái nhu cầu thực tế của cán bộ nữ chúng ta về cái tình hình rèn luyện sức khỏe cũng như là nâng cao cái thể trực thể lực để mà ta thực hiện công tác tốt,
thì trưởng ban nước công của trường đã xin ý kiến và tổ chức thành lập được câu lạc bộ. Đây là một cái việc mà rất là đáng hoan nghênh, và nhân cái ngày hôm nay thì thay mặt câu lạc bộ, thay mặt ban chấp hành thì tôi đề nghị câu lạc bộ sau cái buổi mà thi đấu ra mắt thì nhanh chóng là thành lập cái danh sách để mình kiện toàn cái ban chủ nhiệm và có báo cáo cái tình hình hoạt động, thì tôi sẽ có tài trợ cho ban cho cái câu lạc bộ chúng ta. Thứ nhất là nước ta sinh hoạt một tuần một lần hai lần thì phải có cái báo cáo cụ thể, thì cái kinh phí nước sinh hoạt hoặc là tổ chức tham gia những cái giải thì chủ nhiệm sẽ đề xuất lên, thì ban chấp hành công đoàn sẽ xem xét để hỗ trợ cái kinh phí đó. Thì cũng nhân dịp hôm nay là ngày 8 tháng 3, cũng thay mặt cho chi bộ hiệu trường và thay mặt cho ban hành công đoàn cũng xin chúc quý cô có một cái ngày 8 tháng 3 vui vẻ và sức khỏe, chúng ta tham gia thi đấu tốt và nhớ là chừa sức để một hồi mình còn chiến đấu trận 2 nữa. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Tuyệt vời. Đúng rồi, mình phải thực hiện mô hình lên. Một lần nữa xin toàn thể chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để đây là cảm ơn đến đồng chí Võ Thanh Sơn, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường và trưởng ban tổ chức giải hôm nay. Thì kính thưa các đồng chí, để ghi nhận sự chỉ đạo của đồng chí Võ Thanh Sơn, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường, chủ tịch công đoàn, cũng như là thể hiện sự quyết tâm vì sự phát triển của câu lạc bộ, sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Thị Bình, ủy viên ban chấp hành công đoàn trường, trưởng ban nữ công và là chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền hai nữ lên câu lạc bộ. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Thị Bình. Thưa quý cô Liễu, hôm nay em thay mặt quý anh chị em trong trường cảm ơn nhà trường, cảm ơn công đoàn đã thành lập cho tụi em, đã có một ý tưởng sáng tạo để cho tụi em có dịp rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực và từ đó tụi em đẹp thêm và có năng lượng để dạy tốt hơn. Cũng sẽ lan tỏa đến tất cả các hội viên trong chúng ta. Và sau đây cũng nhân ngày dịp ngày 8 tháng 3 thì hôm nay là bên ban chấp hành công đoàn trường cũng có một món quà cho nhỏ dành cho tất cả các nữ cán bộ giáo viên trường chúng ta cũng như là các bạn nữ giáo viên. Thì sau đây là xin được giới thiệu và kính mời lần lượt từng đội, chúng ta sẽ lên đứng một hàng ngang ở trên này để cho các quý thầy chúng ta sẽ trao những cành hoa tươi thắm đến từng cán bộ nữ chúng ta. Đầu tiên xin mời đội văn và văn phòng ạ. Lên đại diện lên chào hoa đến các cô ạ. Chúc mừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Hãy đứng khép lại đi. Con đã có một con mà anh Nguyên nó đông dữ vậy. Đó. Đó. Đất ba đông dữ vậy. Rồi.